Nha sang, ohayou gozaimasu. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đi học vào bài số 37. Trong phần thể bị động tiếp theo này, chúng ta sẽ đi học về cách dùng của động từ chuyển thể bị động và trong trường hợp là đi với gián tiếp. Cách dùng thể bị động chuyển thể gián tiếp, vậy như thế nào là gián tiếp? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cấu trúc ngữ pháp. Chúng ta có mẫu câu như sau: A sầm gá, B lớn, đi với trợ từ no, đi với B nhỏ, đi với ố, động từ chuyển thể chủ động. A làm hành động B nhỏ của B lớn. A này đi với trợ từ gá, B đi với B lớn, đi với no, đi với B nhỏ, động từ chủ động. Và trước đó là trợ từ ố. Thế thì khi chúng ta chuyển sang câu bị động, chúng ta sẽ nói được câu trợ bị động gián tiếp. Chúng ta sẽ nói là B và A nhí. B lớn và A nhí B nhỏ. Ố, động từ chuyển thể bị động. Và câu này mang ý nghĩa là B lớn bị A làm cái hành động B nhỏ. Và cái B nhỏ này thuộc B lớn. Nghe thì nó hơi rối như vậy, nhưng mà chúng ta giải thích nhỏ như sau. B là phía bị nhận hành động B nhỏ từ A, và B cảm thấy cái hành động của A là quấy rầy hay là làm phiền. Cái vạn câu trong trường hợp bị động, trong trường hợp gián tiếp này, nó mang ý nghĩa như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết ví dụ thì chúng ta sẽ thấy được là cách sử dụng như thế nào. Ít nhất cả giải thích thì nó hơi lòng mỏng. Ví dụ như này, chúng ta nói là A gá, A trong trường hợp này ototo gá. B lớn ở đây là watashi, trợ từ no và danh từ thuộc B nhỏ thuộc B lớn, đây chính là pasoko. Đi với ố, và trong ví dụ này đi với kowashimashita. Và câu này mang ý nghĩa là em trai tôi làm hỏng cái máy tính, và cái máy tính này của tôi. It is ka, em trai tôi làm hỏng cái máy tính của tôi. Khi đó tôi sẽ nói được câu là ototo ga watashi no pasokon o kowashimashita. Ototo ga watashi no pasokon o kowashimashita. Thế trong trường hợp này, chúng ta sẽ chuyển cái watashi về là làm chủ ngữ. Khi đó ototo sẽ chuyển về đi với trợ từ nhí, và pasokon đi với trợ từ ố, và động từ sẽ chuyển về động từ trợ thể bị động. Và cái câu gián tiếp này đôi khi nó mang ý nghĩa làm phiền hoặc quấy rầy. Vậy là gì? Tôi bị em trai làm hỏng cái máy tính. Tôi bị em trai làm hỏng cái máy tính. Khi đó tôi sẽ có câu là gì? Watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Ít nhất cả chúng ta cùng đọc nhé. Watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Được rồi. Mỗi chế độ nhé. Watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Được rồi. Ví dụ thứ nhất. Chúng ta sang ví dụ thứ hai. Chà, ayomi te kudasai. Chúng ta nhìn theo bức tranh này. Bạn này đang khóc. Và nhìn đến hình cảnh bên cạnh này, chắc là gì đấy? Dorobo. À, đã chắc lấy cắp rồi đúng không ạ? Vậy là gì? Ví dụ như minasan no camera, cái máy ảnh của các bạn ấy. Và các bạn nói là gì? Dorobo ga watashi no camera o torimashita. Vậy là gì? Trộm nó lấy cái máy ảnh của tôi. It desu ka? Trộm. Dorobo này lấy cái gì? Camera của tôi. Vậy bây giờ chúng ta nói được câu xong, thể bị động sẽ là gì? Tôi bị trộm lấy mất cái camera. Do imasu ka? Dozo. So desu. Watashi wa dorobo ni kamera o toraremashita. Đúng không ạ? Watashi wa dorobo ni kamera o toraremashita. Dozo. Mo ichido ne. Watashi wa dorobon ni kamera o toraremashita. Dozo. Ii desu ka? Ví dụ thứ hai. Tôi bị trộm lấy mất cái máy camera. Ví dụ thứ ba. Dostan desu ka? Bạn sao vậy? À, tôi bị chó cắn vào chân. À, tôi bị chó cắn vào chân. Vậy là gì? Watashi wa inu ni
Asi o kamare tan desu. いいですか？ちょっとこのね。私は犬に足を噛まれたんです。どうぞ。もちろんね。私は犬に足を噛まれたんです。どうぞ。ちょっとさ、ví dụ、cái tiếp ví dụ số 4。ちょっとこれはね、近所の人は私にいつも文句を言います。Mông cửa lồ bầu làm phiền. Mông cửa imas. Kinh cho nó hito là người hàng xóm các bạn ạ. Kinh cho nó hito và bà ta sẽ nhị itsumo mông cửa imas. Cái người hàng xóm ấy lúc nào cũng phàn nàn. Nói lời phàn nàn, đúng không ạ? Với ai? Với tôi. Vậy là gì? Tôi bị cái người hàng xóm làm phiền phàn nàn. Vậy chúng ta sẽ nói được là gì? Watashi wa dozo. Đây là bị nói bình thường imasu vậy sẽ chuyển là gì? Iwaremasu. Watashi wa kenjo no hito ni itsumo monku o iwaremasu. Dozo. Mo ichido ne. Watashi wa kenjo no hito ni itsumo monku o iwaremasu. Dozo. Ít ít có mấy là sao? Vậy thì ở trong phần này liên quan tới động từ chưa thể bị động, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất là động từ chưa thể bị động ở thể gián tiếp như thế này chúng ta thường nói là mang tính chất là bị cái gì đó gây phiền nhiễu, phiền toái. Và chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ không nói cái động từ chưa thể bị động ở trong trường hợp dùng để bày tỏ sự cảm ơn, cảm kích. Khi đó thì các bạn sẽ nên nhớ rằng, ví dụ chúng ta nói là gì? À, 友達は私の部屋を掃除されました。À, bạn tôi đã dọn nhà cho tôi. Trong trường hợp đó chúng ta sẽ không động đi với động từ chưa thể bị động trong trường hợp này. Và trong trường hợp đó chúng ta sẽ đi với động từ VT moraimasu hoặc VT itadakimasu. Ít ですか? Và trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải nói là gì? 私は友達に部屋を掃除してもらいます hoặc 掃除してくれます. すみません。掃除していただきます。hoặc 掃除してもらいます。hoặc もらいました。いいですか? Đó là trường hợp thứ nhất. Mang ý nghĩa hàm ơn, cảm kích, chúng ta sẽ sử dụng động từ chưa thể VT もらいます. Trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ không sử dụng động từ chưa ở thể bị động trong trường hợp chủ thể của hành vi có thể là vật chuyển động. Thì trong cái trường hợp đó, chúng ta sẽ sử dụng như sau. 私は cái chủ thể của hành vi có thể là phần chuyển động, thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng động từ chưa ở thể bị động. Ví dụ chúng ta nói là gì? À, tôi bị chó cắn vào tay. Thì cái chủ thể của hành vi là vật chuyển động này chính là gì? Te. Ii desu ka? Vật chuyển động te. Vậy là gì? Watashi wa inu ni te o kamaremashita. Tôi bị chó cắn vào tay. Ít ít cả. Đó là phần các bạn lưu ý. Thứ nhất là hàm ơn thì chúng ta sẽ đi với VT Moraimasu. Thứ hai là thì chúng ta sẽ không sử dụng bị động. Nhưng trường hợp thứ hai, chủ thể của hành vi có thể là vật chuyển động. Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ sử dụng đi với động từ chưa thể bị động. Ít ít cả. Bây giờ các bạn hãy dịch một số câu sau. Sau phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi với dịch một số câu sang tiếng Nhật chia với động từ chưa thể bị động. Ít ít cả. Ví dụ tôi được anh ấy rủ đi ăn. Rủ là gì? Sasoe mat. Bởi vậy tôi được bình thường là gì? Anh ấy rủ tôi đi ăn. Đó là câu chủ động. Kare wa watashi o shokuji ni ikimasu. Chúng ta sẽ có dịch câu sau. Ví dụ tôi được anh ấy rủ đi ăn. Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Dù là gì? Sasoimasu. Vậy là sasowaremasu. Và trong trường hợp này chúng ta chưa quá khứ cho nên là gì? Sasowaremashita. Ăn là gì? Shokuji o. Vậy chúng ta nói là gì? Watashi wa kare ni shokuji o sasowaremashita. Dozo.
もちろんね、私は彼に食事を誘われました。どうぞ。Nhị, tôi được mẹ nhờ đi mua đồ. À, nhờ là gì? Tanomarimasu. Vậy là gì? Tanomarimasu. Nhờ cái gì ạ? Đi mua đồ. Vậy là gì? Chủ ngữ ở đây là tôi, cho nên là gì? Đâu rồi? Watashi wa haha ni kaimono o tanomarimashita. Đâu rồi? もちろんね、私は母に買い物を頼まれました。どうぞ。えですか？とい、び、えんちゃい、でん。ああ。でんなぜ？うつします。あ、うつ。うつだね。フェラに打たれました。あい、打たれました。兄、vậy chúng ta sẽ có là gì? 私は兄に打たれました。どうぞ。もちろんね、私は兄に打たれました。どうぞ。4番。Chúng ta nhìn thấy hai người có một việc gì đó vui vui và chúng ta hỏi là gì? Có việc gì mà vui thế? Có việc gì mà vui thế? Có việc gì mà vui thế? À, tôi được cô ấy mời đến bữa tiệc sinh nhật. Tôi được cô ấy mời đến bữa tiệc sinh nhật. À, vậy chúng ta sẽ nói là như nào ạ? Mời là gì? Sasoimasu. Vậy là gì? Sasowaremasu. Nani ka iikoto ga attan desu ka? Hoặc nani ka tanoshii koto ga attan desu ka? Có chuyện gì? Chúng ta đã có cái câu là koto ga arimasu, koto ga attan ở trong một cái video nào đó rồi đúng không ạ? Vậy là gì? Nani ka iikoto ga attan desu ka? Dozo. もちろんね、何かいいことがあったんですか？どうぞ。あ、ええ、彼女に誕生日のパーティーに招待されました。あ、招待されたんです。どうぞ。彼女に誕生日のパーティーに招待されました。どうぞ。もちろんね、ええ、彼女に誕生日のパーティーに招待されました。どうぞ。いいですか？5番。Anh sao vậy? Anh sao vậy? Tôi bị người tôi thích nó là ghét. Tức là gì? Mình bị cái người mà mình thích người ta nhưng mà người ta ghét mình. À, ý là như vậy đấy. Dushitan desu ka? Cũng nói nhá. Dushitan desu ka? Tôi rồi. Dushitan desu ka? Sukinai to ni kirai da to iwaremashita. Sannen desu ne. Mo sukinai to ni kirai da to iwaremashita. Tôi rồi. もちろんね、好きな人に嫌いだと言われました。どうぞ。いいですか？皆さん、ここまでは、受け身のロシーと近い方、皆さん分かりましたか？連帯理解するこの土地を手に入れ。皆さん、頑張ってもう一度練習してなさいね。あ、かば、ここが無理だと言わない。いいですか？何か質問がございましたら、先輩たちに聞いてくださいね。私たちはいつも、皆さんありがとうございます。